tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt, sáu phép thần thông, tu hành 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành đại từ đại bi đại hỷ đại xả, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, tu hành quán thuận nghịch 12 nhân duyên, thành thục hữu tình trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu các hạnh của đại bồ tát và tất cả công đức của quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ vân vân đó mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Bí sô nên biết, các thiện nam thiện nữ vân vân đó công đức trí tuệ vượt hơn tất cả công đức tất cả đại bồ tát, xa lìa phương tiện thiện xảo, tu hành bát nhã ba la mật đa ấy. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân ấy mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho hữu tình vô cùng tận. Lại nữa, này bí sô, nên biết thiện nam thiện nữ vân vân đó tức là đại bồ tát. Đại bồ tát theo lời nói mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vì có phương tiện thiện xảo nên không bị tất cả thế gian trời người atula vân vân và bồ tát độc giác thanh văn khác chinh phục. Vị này có thể kế thừa hạt giống trí nhất thiết trí, không bao giờ đoạn tuyệt, không xa lìa chư Phật bồ tát bạn lành chân tịnh, không bao lâu sẽ ngồi tòa bồ đề, chiến thắng tất cả quyến thuộc ác ma, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, truyền diệu pháp luân cứu vớt các loài hữu tình ra khỏi khổ lớn sanh tử, để đạt được niết bàn rốt ráo thường lạc. Bí sô nên biết, đại bồ tát theo lời nói mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vị có phương tiện thiện xảo, thường học pháp mà chúng đại bồ tát nên học, không học pháp của thanh văn và độc giác. Bí sô nên biết, đại bồ tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, vì có phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của đại bồ tát. Bấy giờ trời tứ đại thiên vương thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị bồ tát ấy cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen và cũng nói như vậy.